Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bạch ni sư trụ trì chùa Long Hoa. Kính ngưỡng bạch cùng chư tôn đức tăng, tôn đức ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng. Cũng nay nhân dịp đầu xuân, trước hết tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị Phật tử, là mọi sự được kiết tường, mọi sự được như ý, sở nguyện cầu được thành tựu và mau chứng thấy được tự tánh của mình, để hầu đem an vui hạnh phúc của mình để ban khắp cho chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là cái duyên đầu năm và tôi được ni sư cũng như tất cả đạo tràng là mời về để cùng có duyên để gặp mặt nói chuyện Phật pháp đầu năm. Thì cũng như cái thời pháp hôm trước, hồi năm rồi, thì tôi có hứa Việt tử có dịp thì tôi sẽ nói lại cái nguyên nhân, lý do tại sao mà tôi từ một sĩ quan công an trở thành tu sĩ Phật giáo. Và sau cái hôm nay tôi xin được, và sau cái buổi đó, thời gian còn lại, tôi xin cúng dường quý vị một bài pháp ngắn có chủ đề là hoa
Vì đầu năm rồi ai cũng nghĩ tới hoa, hôm nay đây tôi cũng nghĩ. Trước hết tôi nói về cái nguyên nhân, lý do tại sao từ một sĩ quan công an chuyển nghiệp, hành nghiệp của người tu sĩ. Rồi sau đó tôi sẽ cúng dường quý vị một bài pháp, tựa đề là Hoa. Thưa quý vị, cái cuộc đời con người không ai biết trước được ngày mai mình như thế nào. Cái đó là cái đúng chung của thế gian là vậy đó. Ngày xưa từ cái chỗ đó mà mình có thể là chuyển nghiệp được ha. Nhưng mà cái đó mình nói khi mình chưa liễu đạo kìa. Chứ mình liễu đạo mình nói chưa biết trước ngày mai là sai nha. Còn bây giờ mình chỉ biết, mình biết liễu đạo, mình tu hành, mình biết trước. Mình không biết trước ngày mai, tức là mình tu hành kém tinh tấn. Mấy không biết ngày mai là sao thôi. Chứ còn người đời, cái câu hồi nãy tôi nói là người đời mới đúng. Thì chính ngày xưa tôi còn phàm phu á, tôi còn ở trong thế gian á, tôi cũng chưa biết ngày mai tôi là sao, cho nên tôi mới trở thành tu sĩ. Thì tại sao là lý do tôi muốn nói cái này cho quý vị biết. Ở trên thế gian này á, có người đến với đạo bằng nhiều đường, nhiều cách lắm. Có người đến với đạo một cách đầy sự khổ sở khăn trầm. Có người đến với đạo một cách an nhàn hạnh phúc. Cái đường đến với đạo vậy đó. Mà cái chỗ mà an nhàn hay hạnh phúc á, nếu người hiểu đạo rồi không phải là người đến đạo. Người mà đến với đạo một cách an nhàn là người có phước lớn đâu. Mà không phải người đến với đạo cày đầy trong gai khổ nhọc nhọc nhằn là người thiếu phước đâu nha. Bởi vì mình đừng nghĩ chỗ đó là sai đó. Cái duyên quan trọng là quan trọng người đó giác ngộ cao hay thấp mà không à. Cho nên từ đó mà quý vị biết cái, tôi nghĩ cái có người, nhiều người nữa, khi mà mình chưa hiểu đạo, mình thấy người mới sơ tâm phát tâm tu hành á, mình hay chơi họ là mê tín, tu theo tà giáo, không đúng chánh pháp của Như Lai. Nhưng thật sự không phải vậy. Không có gì tà giáo cả, mà do mình nhận thức sai lầm à. Cho nên bởi ý tôi mới nói đầu tiên, cái duyên đầu tiên của tôi mà đến với đạo Phật này, tôi xin báo đạo tràng biết, nếu mà theo đa số phần đông nói tôi là từ trong mê tín mà đến với đạo. Nếu mà tôi mê tín, nếu mà lấy cái duyên đang đầu tiên mê tín thì hôm nay tôi đâu có làm đệ tử của Như Lai à, tôi đâu đủ duyên để nghiên cứu Phật pháp nói chuyện với vị. Nhưng mà cái duyên đầu tiên tôi thấy đa số người giống như tôi mà thế gian này họ ghép vào cái tội là tu theo con đường mê tín đã. Nên từ chỗ đó mình nói, ý muốn nói với vị biết, để mình nhận định tới trên đời này mình không nên chê bai ai hết, mà mình phải nên kết duyên Phật pháp với tất cả mọi người. Mà nếu mình độ thì độ ai? Mình độ ma, độ quỷ, chứ lẽ là độ thánh thần, tiên Phật. Tiên Phật sao độ được? Độ là độ ma, độ quỷ. Thì cực độ ma quỷ nó đến với mình, thì cái tầm nhìn của người ma quỷ nó phải khác mình chứ. Nhưng mà quan trọng là cái người, cái duyên người đó nó gặp được vị minh sư hay không, cái duyên người đó phước lành kiếp trước có tu hành hay không ha. Nhưng mà cuộc đời tôi ngẫm nghĩ, tôi nhớ lại cuộc đời tôi. Cha mẹ sanh ra nuôi lớn lên, tới bây giờ tôi nghĩ là cuộc đời, hình như cuộc đời tôi sanh ra để làm tu sĩ. Giờ tôi ôn lại tôi thấy mới lạ. Hồi đó mình chưa tin, không để ý. Thế vậy biết. Cái sự tu hành của mình đó với đạo vậy, giống như một cơn mưa vậy. Mà trước khi mưa là phải gì? Trước mưa thì phải giông tố. Giông tố mới chuyển mây đen đến. Chuyển mây đen đến, sấm sét rồi mới rớt nước xuống. Trên trời rớt xuống nước xuống thì gọi là mưa. Nếu mà anh có rầm, có khét, có chuyển mây cỡ nào mà không rớt nước xuống thì không phải gọi là cơn mưa. Thì bây giờ người tu hành mình cũng vậy. Đầu tiên khởi duyên tu hành cũng như sấm sét, như chuyển mây vậy.
Mà nếu trường hợp mà sấm sét chuyển mây đủ duyên thì hành mưa, còn không đủ duyên tan mắt, đó là mình tu theo mê tín tà đạo. Khởi lòng cũng niềm tin cũng tu, nhưng mà cái duyên không đầy đủ cho nên lọt vào mê tín tà đạo nha. À, cho nên tôi có duyên lành, tôi cũng từ trong sấm sét mà ra, tôi cũng từ trong mây đen mà ra, nhưng mà cái cơ duyên, nhờ cái cơ duyên mà mình làm cho nước rớt xuống được đó. Nên từ đó tôi quay lại, mình nhớ lại, mình thương những người mới phát tâm tu. Nên bởi vậy đối với tôi, chùa tôi, nhiều người Phật tử, nhiều người huynh đệ đồng tu tôi, họ nói cái chùa tôi là chùa ma. Vì sao ạ? Mấy người mà lên đồng, lên cốt, họ khóa vô chùa tôi, còn không khóa vô các chùa khác. Bởi vì các quý sư thầy khác thì gặp ma, nó nhập cốt lên đồng là họ nói ma, họ đuổi ra khỏi chùa. Còn tôi ngược lại, tôi nói mình đuổi nó rồi cái hạng đó ai độ? Nên tôi nghĩ vậy, mình phải độ nó. Mà đệ tử tôi có nhiều người cũng từ bị lên đồng, lên cốt, ma nhập, sau này gặp tôi họ cũng trở thành Phật tử chân chánh. Chứ cho nên là độ, là độ mình, hạnh của Phật là xuất hiện thế gian là để độ tất cả chúng sanh, thì họ cũng dạng chúng sanh. Cho nên mình có cái tật là sao ạ? Hưởng cái nhẹ, muốn làm cái nhẹ, hưởng chỗ sung sướng. Cho nên mình độ những người dễ độ thôi, chứ người khó độ mình ngán mà chấm độ. Quý vị biết hả? Hồi xưa hồi đó có một người ma nó nhập vô, mà nó quýnh tôi, nó quýnh vô cái mặt tôi, quýnh cái ê 3-4 ngày chưa hết á, mà sau này tôi độ được nó rồi cái nó cứ sấm hối riết à. Thấy không? Bởi vì sao hả? Họ chưa hiểu mình, họ chưa tin mình, họ sợ mình, cho nên vì cái đó họ phản ứng lại thôi. Đó, đó mà nói sơ lý do chỗ đó, lý do mà tôi mới muốn kể lại tiểu sử của tôi cho quý vị nghe, để nhằm mình có mục đích để độ chúng sanh. À, quý vị biết á, gia đình tôi á là gia đình truyền thống cách mạng. Gia đình tôi có tất cả là 4 anh em, mà 3 anh em đều là công an, chỉ người đứa em út là thầy giáo. Thì quý vị biết là thì tư tưởng cộng sản gia đình tôi đâu có gì cái vậy. Trên mà cái thời kỳ quý vị biết, cái thời kỳ của tôi hồi trước nữa tôi không biết, nhưng riêng bản thân tôi á, thì sau giải phóng 75 rồi, khi tức là thập kỷ 70-80 là thời kỳ đó, cái sự hiểu biết thông cảm giữa chính quyền và tôn giáo không có, chính sách tôn giáo chưa rõ ràng. Nói thẳng ra là tôn giáo không được chú trọng. À, và tôi được đào luyện ở trong cái trường đó, dĩ nhiên thì tôi không bao giờ có lòng tôn kính tôn giáo. Tôi nghĩ trong lòng những người đi tu là những người yếm thế bi quan, không có lợi cho đời, không có lợi cho nước, cho đảng. Những hàng người đó không xứng đáng ngồi nói chuyện với tôi. À, cái tính ngã mạn mình cỡ vậy á. Cho nên chùa chiền miếu đâu có thường lắm, tôi muốn vô vô tôi ra ra. À, vậy đó. Mà sau này á, sau này mà cái sư bà mà làm giờ làm sư phụ tôi á, bà có nói một câu mà tôi nhớ cái câu đó, mà sau này trở thành tôi phò bà. Bà nói tao dòm cái tướng mày trước sau cũng đi tu à. Mình nghe mình nổi cáo lên rồi, mình đang ghét, đang không ưa, mà gặp bà này mới nói câu vậy, dễ ghét không? Nhưng mà nhờ cái câu đó mà sau này tôi mới làm đệ tử bà. À, vì vậy khi mà tôi học hết lớp 12 rồi, năm 80-81 tôi mới bước vô ngành công an. Mà ngành công an mà tôi vô ngành công an cũng là công an thứ thiệt nữa. Tôi nằm ở trong cái ngành bảo vệ an ninh, chống phản động lợi dụng tôn giáo. Tư tưởng tôi chống tôn giáo dữ nữa. Nhưng mà sau này tôi suy nghĩ, tất cả cái duyên của tôi mà từ ở ngoài đời đến thi vô làm ngành công an đều là cái duyên Phật Pháp.
Nếu mà tôi không vô trong cái ngành chống phản động lợi dụng tôn giáo, chưa chắc gì tôi thành người tu. Cái bản tính tôi là cái bản tính ngang, không phải là ngang liều, ngang mà tại vì mình không tin. Chứ con người mình có niềm tin, lý suy nghĩ, nếu suy nghĩ đúng thì mình làm, không đúng không làm. Mà chính mà nhờ cái chỗ á, cái duyên mà đưa tôi vào cái chỗ tôi nghiên cứu về tôn giáo trước, trước khi đi tu phải nghiên cứu tôn giáo, mà nên đưa tôi vào ngành đó, thầy tới bây giờ biết á. Và cơ bản sơ sơ giờ chuyên sâu vào các tôn giáo tôi không biết, chứ giờ cơ bản về các tôn giáo, về đạo Hòa Hảo, đạo Câu Đài, đạo Phật giáo, Thiên Chúa tôi đều biết hết. Vì mình nghiên cứu hết tôn giáo, đã muốn hắn họ phải hiểu họ. Nên bây giờ cơ bản cơ cấu tổ chức giáo lý của các tôn giáo tôi nắm sơ lược được hết. Nên sao tôi nghĩ đó là cái duyên để cho mình hiểu đạo. Nha. Vì biết khi mà tôi vào công an rồi, tôi coi thường người tu lắm. Tôi nói trên thế gian này ha, con người của mình chỉ có bàn tay, khối óc làm nên tất cả, chứ không có thần linh nào ban cho mình hết. Nha. Chết là hết. Chết mà sống không có ý nghĩa cho đời, cho xã hội, chết là hết. Bây giờ mà không lo phục vụ cho dân, cho nước, cho đảng mà đi tu, đi tôi đổ mồ hôi nước mắt đầu óc tôi ra, tôi phục vụ cho quốc gia còn chưa được nữa đây, còn mấy người ở không nó cầu nguyện, đó là nói chuyện nghe ai mà tin được. Ra sản xuất đi còn chưa được, cơm no áo ấm nữa mà ngồi đó cầu nguyện chúc phúc, ai mà tin. Cho nên chị biết á, cái xong rồi cái thời gian cái thi tôi nghiên cứu vào tôn giáo, tôi nói tôn giáo hẳn nhất là Phật giáo, tôi nó còn bịa dữ nữa. Cái sự tích Thích Ca co là Khái Tử Tát Tật Đa, con của vua Tịnh Phạn, rồi bỏ ngôi đi tu, tôi nghĩ chắc ngày xưa họ dựng lên cảnh đó chứ sao có. dựng cảnh thôi, đó là những gì đó. Sau khi tôi nghiêng vào nghiên cứu tôn giáo, tôi mới thấy có số người làm tôi suy nghĩ. Thấy gia đình họ kinh tế cũng tương đối khá giả, chứ đâu có thiếu thốn đâu. Họ dẫn vô chùa họ tu, họ không biết cái gì trong đó họ mê. À, cái làm cho mình phân vân chứ bộ. Cái gì mà họ mê kỳ, cái cuộc đời đang ấm no hạnh phúc vậy mà không ở nhà mà hưởng đi đâu kỳ. Không biết là giống như Phật có cái bùa mê gì cũng làm cho nó mê hoặc. Cái sau thời gian mới gì biết làm việc, cái giờ chúng tôi thấy nhờ nhân dịp vô đó, tôi thấy sao có người họ điên, họ nói là lên đồng, ông này nhập, ông kia nhập. Tôi không tin, tôi nói bệnh thần kinh, đưa bệnh viện không đưa, để nhà cho bữa chết bây giờ. Tôi không có tin, mình không tin sao có. Cái tôi nói, tôi còn nói, cái nếu mà có sao không vội giặt tôi đi. Nếu có sao giặt tôi đi, tôi nói không tin, giặt tôi không tin. Bây giờ thấy không, cái rồi sau này ở trong cái ngành công an tôi, tôi có một bạn làm đồng ngành, nhưng mà nó khác bang, nó có một vợ bị ma nhập. Tôi nói rõ ràng, nhỏ này không, mình bạn bè mình thân mình biết, nó rõ ràng ma nhập, nó bị gì nhập vô, nói tầm bậy tầm bạ, hồi nó xuất ra anh tỉnh lợi nó không biết hết, rõ ràng nó không thần kinh, lẽ có ma nhập thiệt hả ta. Lúc này làm mình phân vân suy nghĩ. Có gì trời, cái sau này cái tôi đi vào trong đó, cái sau này tôi gặp một ông thầy. Ông thầy gì này, thầy võ nha, chứ phải ông ở dân miền Tây lên, ông tên là ông thầy Tư miền Tây. Ông này ông mở lò võ, mà lò võ bùa, mấy vị biết cái võ bùa không, võ thần quyền á. Hồi đó tôi đi vào làng, vào xóm, vào dân, tôi cuộc về công ăn chìm mà, cho nên tôi gặp đủ dạng người hết. Tôi thấy sao trời, ông này ông mở võ bùa, võ thần quyền, không biết ai gì hết, trai không biết mình lớn nhỏ hết, mà vô ổng ha, học bùa ổng cho mấy cái câu thần chú mà niệm lên, hồi nó quýnh tung xèn, nó quýnh dung y, mình thấy người có võ rành vậy.
ha, cái vụ mình mới vô ha, rồi nó ổng cho câu thần chú ha, mà đọc chú mà nó nhập họ, nó nhập chú sao không biết, mà nó quýnh quyền giống viên, mình tưởng tượng người học võ mà quýnh thuần thục 3 năm vậy, quyền cước bộ pháp rất là đẹp, mà xong rồi nó đánh xong rồi nó cũng bình thường. Tôi nói ủa sao lạ dữ vậy ta, mà tôi không nghi tôi mới có hay không, thì tôi mới nói ổng, nói chú Tư cho con đi học, xin ông đó cho tôi học, cái ổng có đồng ý. Mà vậy mới biết á, bởi vậy tôi từ đó tôi nghĩ, sau này nghĩ là mình thấy lạ. Tôi vô tôi học, ổng cho tôi câu chú, tôi đọc từng lễ mà không nhập. Cái câu chú này không nhập, ổng cho câu chú khác, không nhập, ổng cho tôi ba câu luôn, làm nửa tháng. Ổng nói trời đất ơi, từ nào tôi làm thầy vậy nó chưa gặp được tình trạng này à. Ai mà cái vía nặng vía nhất thì trong vòng 7 ngày, còn mày tới 7 ngày không nhập thôi, hỏi học đi, tao không biết à. Ngộ đời quá vậy, sao mình không nhập mà ai cũng nhập, mình không nhập à. Rồi cái sau này cái năm ấy, cái tôi nhớ hồi năm đó, năm nào nó quên rồi, mà nhưng đại khái đó sau mà đó 2 năm, tôi cũng buồn, tôi không biết giờ có ma, có quỷ thiệt không. Mình thấy kỳ quá mà sao mình thấy thôi, mình không cảm nhận được. Cái năm đó, nghỉ Tết, Tết nghỉ, tôi nghỉ được 3 ngày Tết, tôi về nhà. Tôi mới nhớ là không biết có ma quỷ thiệt không. Tôi mới khử, tôi mới đốt 3 cây nhang ra ngoài sân, tôi nguyện tu giái. Tôi giái ông bà đất tổ, người trên người dưới gì không biết, giáp dòng tôi giái tùm lum hết không biết tranh. Tôi nói con thì người phàm mất hạch, con không biết hết. Nếu có ma có quỷ thiệt á, thì giờ có tiên có Phật thiệt thì chứng minh con biết, chứ con chỉ có muốn biết thôi chứ con không có ma mê gì. Bây giờ nếu đúng vậy, bây giờ mấy ông không cảm cho tôi khử coi tôi có đánh vô thần quyền được hay không. Tôi mới có nói chưa hết câu vậy, tự nhiên tay tôi cũng chuyển mấy vị. Chuyển. Tao có nói chuyển, nó quýnh, nó quơ tán lạng. Tôi nói vậy là có rồi, nó quản hồn. Tôi nói trong đầu, con ngưng, đừng cho con đánh nữa, con biết rồi. Tôi nói trong lòng vậy, tự nhiên ngưng lại. Lạ. Thấy không? Tôi nói rồi cho cư, chắc là có ma, có quỷ, có thần thiệt. Nhưng mà tại mình có duyên học này cho nên người ta không cho mình học. Rồi từ đó giờ nó thiệt, giờ con chú tôi vẫn nhớ mà tôi đọc tôi không nhập. Mà nhưng nó ứng vậy. Cái sau này tôi thấy lạ lùng quá. Cái tôi đi vào ngành công an thì cái về cái quận quốc giáo á. Thì cái đã có ông Úc, ông Tư Râu. À, ông Tư Râu à, ổng là cán bộ nằm vùng rồi đó, ổng thuộc kỳ dân giúp đặc mà dân chân bò, sau này theo cách mạng, sau là làm cơ sở nuôi cách mạng, cho nên giải phóng ổng người uy tín nhất ở cái xứ Quốc giáo đó. Nhưng mà kẹt không biết chữ nên sau này giải phóng ở nhà. Nhưng thằng em Út, ổng là ông Út Lép á, thì cũng có chữ, ổng ra làm việc, ổng làm bí thư huyện. Còn ông Tư Râu ở nhà, cái đợt tôi đi ngang tôi ghé nhà ông Tư Râu tôi khâm ổng. Nhà tình cờ vô xong ôm đầu ông khóc vậy nè. Ông la hù hù à. Tôi nói khiêm Tư, chú Tư làm gì ông la chứ à. Ông nói chú Tư mày ngày qua đi vô rừng chặt cây đặng hầm than. Hồi đó kinh tế khó khăn hầm than. Hầm than mà không biết làm sao, giờ ông bị bệnh cái giờ đau đầu ông làm được, ông về. Ông về con chuyện qua nay mà uống thuốc hoài không hết. Tao kêu ông bác sĩ tới khám, nói ông đau màng óc. Mà bệnh này thì đưa xuống bệnh viện tỉnh chứ đây chứ không được. Mà giờ xe cổ đâu đi, hồi đó xe cổ khó khăn lắm. Ông nói giờ bà nó thôi giờ đi ráng ngày mai mướn cổ xe cái chở ông đi bệnh viện. Cái vô tôi nói ông vậy, chú Tư, còn nó thiệt chú chứ từ nào chú tình có ma có quỷ có thần có tiên không. Ông nói mày hỏi gì từ nào mà không biết tao hả. Mà thiệt vậy nhà ông không có một lư hương nữa, từ nhà trên tới nhà dưới đó chứ cổng mà. Cái tôi nói giờ lỡ mà tiên Phật chữa chú hết bệnh chú tin không. Ông nói gì bây giờ ai mà làm tao hết bệnh, nói gì tao cũng nghe. Rồi cái lúc đó tôi mới ra sân tôi nói nè, con nói thiệt chứ thằng tiên Phật á, không phải con không tin, mà giờ làm cho con tin cho chắc ăn. Bây giờ á, nếu thằng tiên Phật mà hay ha,
ổng ông tôi ông đang đau đầu mà làm trong hết liền con thấy con mới tin. Mình vừa nói đâu mình thử tơi đất mà. Cái tôi nói vậy tự nhiên nói xong tôi nghe tay chân tôi chuyển đó mấy ông. Tại đó mà cái đầu có chuyển luôn rồi cái đầu cái mà chuyển mình để ý của anh để làm sao? Vô nhà lấy nước mà không phải nước lạnh đâu, nước trà ổng uống đó nha, tôi gót ly nước trà. Xong cái tôi để trên đầu ổng, tôi nói giờ chú nguyện Phật để Phật chữa bệnh cho. Cái ổng nói mày làm gì kỳ vậy? Mà ổng nói làm gì kỳ mà, nhưng mà tôi nói ổng vẫn uống. Cái ông lấy ông uống xong cái ổng nói cái tôi cái ông nghe ổng hết không hết rên. Tôi nói, ủa sao chú Tư? Ổng nói tao nói thiệt mà sao lạ quá. Khi mày để cái tay mày lên đầu tao tự nhiên cái đầu tao cũng rãng ra. Tức là ông để không tin tôi để cái nước lên cái rãng cái đầu của ông, ông phải uống thôi. Cái em uống xong cái ông hết đau, ông nói sao lạ quá kỳ hòm, hết đau à. Để giờ mình phải làm sao, phải tả lễ cúng cúng tả lễ gì không mày? Mà lúc đó mình cũng đâu có biết gì đâu mà cả lễ. Tôi nói con không biết gì hết á. Giờ trời Phật chữa bệnh cho chú, giờ chú tạ lễ trời Phật đi. Ông nói tạ lễ làm sao? Tôi suy nghĩ. Ông nói từ nào giờ chú có hợp ông bà không? Ông nói không. Cái tôi nói ông ơi thôi vậy giờ chú lập cái trang hờ ông bà đi, hờ cha mẹ ông bà tổ tiên mình đi. Rồi ông nói rồi ông làm. Rồi ngày hôm sau cái gì á, ông sẹn giữa nhà cái bàn thờ, cái mua lư hương đồ ông lại ông trưng diện đàng hoàng. Mấy ngày sau á, tôi gặp Khiêm Tư mới đi chợ phụ giáo gặp tôi. Bà khoe, bà nói tôi tình kiểu nha. Ông nói bà nói kiểu, lỡ nó nghe gì vậy? Trời ơi chú Tư mày nam siêng lắm mày ơi. Ngày nào ông cũng đốt nhang cũng nước hết. À bây giờ thấy không? Là làm tôi cũng phân vân suy nghĩ không biết sao có không nữa. À, rồi tôi lúc đó tôi tự nhiên tôi rung rồi nha. Không biết ma thì có thể không. Mà mình nghĩ không biết mình có bệnh tâm thần không nữa đây nữa. Mà luôn cái tự nhiên cái việc làm việc của tôi nó phân vân mấy ông. Vì công an tôi phân vân cái tôi ít có chữ mấy thầy chùa nó hồi xưa thầy chùa nó chữ dữ lắm. À, cái rồi sau này cái từ đó tôi mới lò mò đi vô chùa. Lúc đi chùa để chùa lại cái chùa để coi sao nghiên cứu có gì nữa mình biết không. À, cái sau vô chùa cái tôi gặp sư bà để tôi nói á, bởi nó dòm tướng mà tướng sao không đi tu mà bà còn nói vậy, tao nói cho mày biết em. Mày cái tội của mày đáng lẽ mày vô đình vô miếu người ta bẻ lội tay lội chân mày từ lâu rồi. Mà người ta không dám đụng với mày. Bởi vì mày đi đâu binh gia độ kheo quá trận bảo vệ mà không có cái binh đó là mày chết mày rồi. Mình lại điên nữa mình có khách binh gia cái gì. Mà bà nói mình ngỡ nghe không biết sao. Cái sau này cái chùa đó hồi xưa nó nghèo lắm. Bởi vậy cái gì biết nói riêng á, tôi từ một sĩ quan công an mà tôi bỏ đi tôi không mạng gì đâu, là một cuộc đánh đổi rất lớn chứ không phải bình thường đâu. Còn vừa tôi không có chịu đâu. Nên muốn nói cái sau này cái đi vô chùa nó khác cái chùa của cái bà sư bà nó mới nghèo lắm. Cái tôi mới thử trời đất nữa. Thử mới tin mới tin được chứ không được. Cái tôi lên trên điện tôi nói vậy nè. Tôi nếu trường hợp mà nói là thần tiên khánh linh thiên Phật trời linh thiên chứng minh tôi thấy. Mà tôi thấy rồi tôi thấy tôi mới theo chứ còn không thấy không theo. Bây giờ cái chùa này đang nghèo nè. Tự nhiên mấy ông tài giỏi làm cho cái chùa nó giàu lên đi tôi tin. Ai mà nói vậy ai mà làm được. Có nó trúng số thôi trong cách nào giàu. Chùa đã nghe sao giàu. Mà nói vậy nếu trời đất hay mới làm được chứ. Mà vậy tôi cũng để ý tôi trình trình. Tôi để ý coi có sao là có linh không. Thì suốt một tháng trải qua. Tôi nhớ cái ngày đó vào tháng 4. Tháng 4 là tháng đầu mùa mưa. Chiều chiều cũng hai chuyện mưa. Bữa đó vô chùa tôi ăn cơm. Xong tôi nói hỏi sư bà, thầy ơi thầy, hổm rài chùa mình có gì lạ không? Bà nói trời ơi mày biết cái chùa tao từ xa xưa giờ sao giờ vậy mày hỏi vậy là ý gì? Thôi tôi không trả lời, tôi buồn hiu nói về trời hết linh nè. Cái rồi bình thường tôi lấy võng ra tôi gây gốc cây tôi găng tôi nằm. Nằm cái xế cái trời chuyển mưa, mưa lác đác mưa chuyển mưa quá vậy nè. Cái quầy tôi thấy ngoài chùa có bà già, bà đội nón lá bà đi vô. Bây giờ bà hỏi như vậy, chú ở đây ai là chủ chùa? Cái tôi chỉ tôi nói bà thầy ngồi trong chùa. À, cái tôi khỏi nghe bà vô. Bà vô bà gặp ông thầy đó bà nói.
Bà nói về mới nói thầy ơi thầy, con ở thành phố, giờ nó không cho con ở đây nữa, nó biểu con về ở thành phố với nó. Con có miếng đất, miếng vườn, vườn tiêu á, hồi đời đó phúc ở trên đời đó họ xứ đó họ trồng tiêu dữ lắm. À, có vườn tiêu mà con kêu con bán, mà cái họ trả con có họ trả con có hai cây vàng à, mà con không bán, con nghĩ con cái con giờ ở thành phố nó cũng để cũng ăn đầy đủ, có ăn có mặc rồi, không thiếu thốn gì, giờ con thấy hơi rẻ thôi con không bán, thôi giờ con muốn hiến cho chùa để chùa lấy quay lại đốt hương cho Phật cho con có phước. Trời ơi, tôi nghe bà phát tâm cúng dường cho chùa cái gai ốc tôi nổi lên nữa. Ấn chưa? À. Cái rồi xong rồi cái tôi còn chưa nữa. Bà thấy linh rồi mà tôi nói vậy. Chà, nghe người ta kể tôi nói người tu đắc đạo họ có thần thông. À, cái họ thấy ma thấy quỷ được. Không biết có không? À, cái tôi nói vậy. Giờ không phải cô không tin trời đất, nếu mà nếu là đất tin, nếu có thì tạo điều kiện cho con tin đi. Bây giờ nếu mà con thấy, nếu có nói người tu hành mà đắc đạo thấy ma thấy quỷ được thì có thì cho con thấy. Con thấy thì con mới tin. Tôi nói ngang không mà đó cũng giá, tôi nói ngang vậy mà nói đâu mà dính đâu mà vậy. Cái thời gian cái vậy. Cái tôi vô nhà ông chính lúa đó, ông Trấn Ấp. Trấn Ấp với tôi ngủ trưa ở nhà ông. Cái tự nhiên cái không phải vậy nè, tôi ghé nhà ông rồi ông hai vợ chồng mà có một đứa con gái à. Rồi nhỏ con gái bệnh. Cái ông mới đưa hai chồng đưa con xuống bệnh viện chữa bệnh. Ông nhờ tôi lại nhà ông đang giữ nhà giùm. À, giữ nhà đơn chiếc có ai? Thì mà cái năm đó lại cái năm cái như mùa này nè, điều nó chín, điều nó chín, ông biểu tôi nhà canh dừng điều để mấy họ vô ăn cắp điều ổng nữa. Tôi sợ họ ăn cắp điều ổng, tôi đem giỏng rừng điều tôi găng vào giỏng tôi nằm vào rừng điều á, giữ giường. À, mà khi tôi nằm tôi ngủ tự nhiên tôi thấy trời ơi, tôi thấy có thằng lính mà bự con lắm, đánh tôi. Cái tôi đánh nó, cái tôi đánh nó, cái tôi đè đầu nó xuống, cái tôi còn nhớ tôi lấy dây giẫm tôi trói nó lại. Thì tôi trói nó lại nó mới giờ khô tôi mới coi lại, tôi nói trời ơi vòng quanh này không biết lính cả hàng trăm người đó, lính quốc gia đó, tôi quá đau đất. Cái lúc đó tôi còn nói vậy mà lúc đó chắc cái tâm linh mình nói chứ không phải mình nói đâu. Tôi nói vậy nè, mấy ông ngày xưa khai quốc gia tưởng rằng sau này quốc gia thành công, mấy ông á được xe hư nhà lầu vợ đẹp, ai về khởi cuộc thay đổi, bây giờ Việt Cộng chiến thắng rồi, giờ mấy ông sơn bơ sắt bắt không cho ở cực khổ nè, bây giờ không lo tu hành mà còn lo đánh lộn hả? Cái tôi nói nó cái tôi nói vậy cái súng nhau đầu theo tôi, à, theo tôi cũng nói vậy, không có được, tôi giờ chưa chỗ ổn định nữa mấy ông theo tôi sao được? Nhưng mà bây giờ mấy ông ở đây đi, ở đây chờ tôi. Mai mốt mà tôi có chỗ ổn định, chỗ ở ổn định rồi tôi rước mấy ông về. Giật mình tỉnh vậy, trời ơi, chị kỳ vậy. À, cái rồi cái ông trên lúa, ông ở bệnh viện về. Tôi lấy cái điềm chim bao, cái giấc ngủ giữ giường của tôi kể cho ông nghe. Kể ông nghe ông nói, ừ, đúng rồi. Mày biết không, ở ngoài rừng điều tao cái hồi năm 72 á. À, mấy ông kia cách mạng mình nó phục kích nguyên cái đoàn lính đi qua đó đó. Lọt vô rồi phục kích giết chết không còn một thằng, tức là nhà chỗ đó không vậy hả? Giờ mà tôi là người phương xa xứ lạ tới đó tôi biết cái chỗ đó cái trận đánh đâu, chết về đầu gặp ma nữa rồi mà phải gặp ít đâu. Cái sau này cái tôi đi vô trong cái xứ đó cách đó khoảng 30 cây số nữa, nên đó cái làng kinh tế mới, tôi vô trong đó. Thì hôm đó đêm đó tôi ngủ ở làng đó, cái tôi chim bao nó thấy nữa, tôi thấy như này, lính Tây với Việt Minh đánh lộn, Tây cũng bự con cao trắng vậy, mặc đồ sạch sẽ súng dài vậy này, còn mấy ông Việt Minh có 1-2 cây súng còn như tầm vong không à, một xà lõn không à, mà đánh lộn,
Cái tôi nói mấy ông vậy, trời ơi mấy ông không biết đất nước giải phóng rồi hay sao mà đây còn đây đánh lộn. Bây giờ thôi mấy ông ở đây đi, đừng đánh lộn nữa. Bây giờ tôi chia ranh giới, bên này Việt Minh ở, bên này Tây ở. Cái tôi lấy cái cây tôi vẽ đất lần lần gì nè, chia ranh giới. Giờ không ai xâm phạm ai, vậy không? Bên đây của Việt Minh, bên đây của Tây. À, mấy ông ráng ở đây đi, đang chờ mẹ dán thế mấy ông đi đầu thai. Mà mình giật mình tỉnh dậy, chỗ sao kỳ nữa. À, cái sau này cái tôi mới hỏi họ, tôi hỏi cái dân mà xứ ở đó, xứ bản xứ đó, họ nói chắc anh thấy cũng đúng, bị hồi ngày xưa đời Tây, cái chỗ này là cái đồn Tây. Hồi xưa đóng Tây đóng đồn ngay đó, mình là hậu lai hậu bố có biết cái đồn Tây làm nào, hay gì đúng chưa? Ừ, cái đầu cái làm tôi phân dân dữ lắm, tôi nói chết rồi, có ma có vật có tiên thiệt rồi. Cái lúc tự nhiên cái tư tưởng tôi muốn làm công an nó mất hết mấy ông chị, mất hết. Mà nhưng mà vẫn còn làm công an, mà nhưng mà tư tưởng bây giờ nó không khích làm công an nữa. Cái sau này tôi mới nói vậy, hỏi nữa. Tôi nói nãy nói là người tu thấy ma rồi không? Tôi nói giờ người tu mà tôi nói có thần thông, thấy được chuyện thiên hạ hết trơn rồi. Không biết có thiệt không? À, tôi nói vậy bắt đầu tiếp tục thấy nữa. Tôi thấy vậy nè, tôi thấy tôi công tác phụ giáo bữa đó, tôi thấy tôi về nhà. Tôi về nhà thì tôi thấy nhà sao đóng cửa vắng que hết rồi trơn. Tôi kêu, tôi la lên, tôi nói trời sáng rồi, sao mà ai đâu nhà cửa bỏ mất tiêu hết, không có ai hết hả? Cái bà chị dâu tôi, bà chị hai á, cái thấy bà chị hai dâu tôi hai bà đi ra, bà nói trời đất ơi, tự nhiên tao đau sao không biết, nhức chân, cái chân tao nhức đi không được, tao nằm ở trong buồng tao nghĩ chứ sao không có ai. Mà ông nói bà tao đau quá, mà mỗi lần tao đi tiểu nó kêu anh hai mày về kè tao ra xăng đi tiểu, mà ông chửi tao, ông nói tao nhăn nhăn dắt mặt con khỉ. Cái luôn đó cái tôi nói à, không sao đâu chị, không sao đâu chị, cứ an tâm nghỉ đi, ngày mai hết bệnh. Cái giật mình tỉnh dậy, ủa sao kỳ vậy ta, mà không biết có thiệt không. Bắn tin bất ngờ, tôi hất dậy, tôi đón xe tôi về nhà liền. Thì tôi về tới nhà mấy chị, đúng y vậy, tôi về tới nhà thì nhà vắng que, có mình chị hai tôi ở nhà. Cái sẵn đó sẵn dịp mình biết trước rồi mình nổ, tôi nói chị bệnh là sao trên nằm nhà. Bà nói tao bệnh, tao sưng cái chân hai ngày nay đi không được. Cái tôi nói vậy mà chị hai còn anh hai còn chửi chị nữa. Bà nói ông chửi tao nữa. Cái tôi nói thôi chị an tâm đi, ngủ mai hết bệnh. Mình nói chơi vậy thôi, cái đầu tôi cũng vô nhà tôi ngủ bình thường. Thì cái tật mình khi nào đi làm việc thì thức sớm, chứ bình thường ngủ trễ ngủ nướng. Cái sáng tôi cũng chưa dậy nữa, tôi ngủ nướng, tôi sao tôi nghe xe, tôi nghe ai quét sân trước á, quét sân, tôi không khổ, tôi ngồi trên giòn của ai quét sân, tôi thấy bà chị hai tôi quét sân. Tôi nói ủa chị hết bệnh hả? Bà nói hết rồi, sao tự nhiên giờ sáng vẫn xẹp hết rồi. Là mình cũng tôi nói tiên phật nó bao giây tôi tới đường cùng luôn mà. À, nên là sau này tôi đi tu luôn, cái bà mừng lắm, bà lâu lâu bà gặp tôi, bà ôm tôi, nói bà gặp Phật sống mà đâu có. Mà tại vì cái duyên tôi gặp, lý do là sao ạ? Bởi vì tôi ngang đầu cứng cổ quá mức, bị cái chỗ cương vị địa vị tôi là một người ngang, mà tôi quanh tới về là phải có những cái xứng đáng như vậy. Cái gì biết không? À, cái sau này cái tôi hết muốn là cái tôi lúc đầu tôi nói giờ mình tin trời Phật, mà khởi hiện trời Phật mình tu hành, mà làm công án sao tu. Nên tôi mới nguyện về thôi, giờ mình ăn chay, thể hiện ăn chay để tu. Mà tôi ăn đồ trong cơ quan mà tôi ăn chay nha, ăn chay bị mấy đồng chí của mình phê bình riết, tháng nào tuần nào cũng họp phê bình riết. Riết tôi nói trời ơi vậy không được rồi, ăn chay ở trong ngành không được rồi, phải nghỉ thôi. À, cái cuối cùng tôi thấy không được thôi, giờ mình muốn đi tu rồi thôi, giờ chức vụ công an không nghĩa lý gì nữa, thôi đi tu. Cái tôi nói thôi về tôi không muốn làm quan nữa,
Rồi tôi viết lá đơn. Tôi viết lá đơn tôi gửi vô ngành tôi xin nghỉ việc. Mà tôi xin tôi nghỉ việc, mà nghỉ việc xong rồi cái ông khổ trưởng tôi kêu lên. Ông nói vậy nè: bộ mày muốn dễ nghỉ lắm hả? Bộ mày viết vài chữ mày bỏ đấy cho mày nghỉ được hả? Mày biết cái tội mày là tội gì không? Cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan hả? Cái tội làm mất uy tín của đảng, của ngành đó. Cái tội này là tội ở tù. Mà lúc đó tôi đã khoái lần ngoan nữa không ở tù. Mà lúc đó tôi nói: con nói thiệt cái chú Bãi, ổng là hộ trưởng Phước Bãi, chú con hết muốn làm việc nữa rồi. Bây giờ chú cho con đi tu thì con đi, còn muốn cho ở tù thì con đi ở tù. Giờ chú bỏ tù con 5 năm, 10 năm nó đãi đi để con đi tù. Ổng đứng dặn dỗ vào cái đùng. Ổng nói: thôi tao chịu thua mày rồi, hết biết à. À, cái đầu cái tôi bỏ ngành tôi đi vô chùa. Mà đi vô chùa nào là công an nó đuổi đó. Mà nó không đuổi tôi mà nó đuổi trụ trì. Nó nói tôi vô chùa, công an nó tới, nó nói với thầy trụ trì á: nếu mà chùa nào chứa tôi là nó bắt thầy trụ trì. Tôi tới ông phải chùa nào cũng sợ tôi hết à. Ông biểu họ cái này nãy tôi đi về đi, ở đây cái họ bắt tôi không được. À, đi đâu là ông biến đuổi đó. À, mà cái thời gian đó tôi cũng không muốn đi. Tôi không muốn làm thầy chùa nữa, tôi muốn là tu tâm của mình thôi. Bởi vì quý vị biết thời gian tôi là công an á, tra cứu các thầy tôi biết hết, ông thầy tốt thầy xấu tôi biết hết. Mà cái ngộ cái Bình Dương mình, cái Bình Dương tôi, cái tỉnh Bình Dương tôi là Phật giáo, đa số là Phật giáo Lục Hòa, Phật giáo theo phái Lục Hòa Tăng. Mà phái Lục Hòa Tăng là cái phái đó được lấy vợ. Cho nên cái tên chùa Bình Dương tôi nó lạ kỳ vậy á, biển khổ cái hệ phái đó đó. 10 cái chùa thì 9 cái chùa có vợ con của ông đó. Cho nên bởi vậy tôi thấy cái người thầy chùa tôi không đáng kính là lý do vậy đó. Mà bây giờ mình tin Phật trời mình đi tu, mình cũng không muốn làm thầy chùa. Bởi vì làm thầy chùa mất danh mình luôn. Họ cho mình vô đám nó luôn, mình cũng không muốn. Thấy không? À, cái hồi tôi nói thôi tôi muốn làm ẩn sĩ. Tôi nói thôi giờ mình tin Phật trời, về nhà mình tu. Thì quý vị biết á, sau khi giải phóng á, thì các cái ấp chiến lược á, hồi đó gia đình dân ở ấp chiến lược không à, họ trở về quê hết. Thì trong ấp chiến lược đó có cái nhà bà ngoại của tôi, họ cũng về quê hết. Cái nhà bà ngoại tôi ở, bà ở lại đó mình bà. Thì sau này bà già bà chết rồi cái nhà bỏ hoang luôn. Tôi tính tôi về tôi sẹn để nhà đó tôi ở tù đó nha. Mà tôi về đó tôi ở tôi tu, quý vị biết á, tôi ở chưa tuần lễ, chưa được tuần lễ là tôi ra làm thầy chùa. Lý do tại sao không? Cũng vậy. Tôi đang tôi nằm tôi hôm đó ăn cơm trưa xong tôi nằm tôi ngủ. Thì tôi mới thấy có một người, mà người đàn bà mặc áo trắng. Tôi nghĩ sau này theo thế gian, dân gian tôi nói là chắc bà Phật, bà Quan Âm quá. Cái bà lại bà nói gì? Mày nói mày thương đạo, mến đạo, mày nằm ở đây giúp ích gì cho đạo? Giật mình tỉnh dậy từ giữa, giữa đồng quan có nhà mình không mà ai nói kỳ hòm à, nghe ớn quá. Mà cái đầu cũng cương suy nghĩ. Trời ơi tu cái gì, thầy chùa giờ thầy chùa dỏm quá trời. Giờ mình tu họ tưởng mình dỏm luôn sao? Không muốn làm chùa. Mà cái nãy ý như vậy cái đầu cái mẹ nói nữa. Cái vài hôm sau cái gặp nữa, ngủ thấy nữa. Tôi nghe câu thơ gì vậy mà tôi bỏ nhà tôi đi kiếm thầy vậy? Tôi nghe dân dẫn câu thơ và đọc vậy nè: cây nào mà chẳng có lá vàng, đạo nào mà chẳng có những hàng giả tu. Cái tôi giật mình tôi tỉnh ngộ liền. Trời, lẽ nào cái cây có một hai lá vàng mình đốn cây mình bỏ? Thôi không được, ai xấu có phần, họ xấu cởi họ, mình lo phần mình. Đó, quý vị biết cái đầu cái tôi không giờ phải đi tu để mình đem cái niềm tin của mình đến người khác. Sau này tôi biết tôi tìm thầy, tôi đi khắp nơi, mà tôi đi tôi nghe ông thầy nằm có tiếng là tôi tới tôi ý kiến nói chuyện để mình coi mình tìm con xứng đáng làm thầy mình không. Bị bản ngã mình xưa cũng dữ lắm, phải tìm thầy giỏi dở dở gặp thầy giỏm là chết, nên phải tìm thầy thiệt tu.
Tôi đi nói thiệt, tôi đi quý vị, tôi đi khắp nơi, đi giáp dòng tỉnh Bình Dương, tôi nói chuyện với thầy hai, tôi chán tôi bỏ về, tức là thấy họ không xứng đáng làm thầy mình. Rồi tôi đi, tôi nghe đâu đồn tôi đi ra tới miền Trung luôn. Đến nỗi ở đây quý vị biết nghe thầy Huệ, hòa thượng Huệ Thành ở ngoài nước bàn không, tỉnh nước bàn á, ngoài Vũng Tàu á, trong Bình Dương họ đồn ngài dữ lắm. Tôi cũng ra tới đó, tôi với ngài có một cuộc kịch chiến. Vậy lý do hồi xưa tôi không sợ thầy chùa, bây giờ còn là công an á, cho nên tôi đi tìm thầy chùa tôi không ngán ông nào hết. Chứ quý vị đâu có dám với thầy mà dám cãi lộn, tôi cãi tốt hết. Cho nên kỳ tôi ra thầy Huệ Thành. Lần thứ nhất tôi ra tôi tìm ngài, ngài không tìm Phật tử, đệ tử của ngài cả không cho tôi gặp. Nói ngài mệt, ngài bận, ngài khách đủ thứ, không cho tôi gặp, thôi không gặp thôi. Tôi về. Một tuần lễ sau tôi ra nữa. Tôi ra nữa tôi muốn được gặp được ngài mà. Mà đệ tử ngài nó không cho tôi gặp. Mấy chú thầy nhỏ nhỏ chứ, không cho tôi gặp. Cái tôi tức rồi nha, cái tôi giết. Tôi viết giấy. Tôi viết giấy, tôi viết lời nói hơi nặng nề. Tôi nói tôi tìm bí thư nước còn dễ hơn gặp thầy. Ha? Thầy phổ độ chúng sanh mà chúng sanh cần gặp thầy, thầy không được. Vậy là thầy coi lợi hạnh đức thầy kiểu nào. Tôi viết tôi rủa ổng. Cái tôi viết sao, cái tôi đưa mình giấy, tôi nói giờ không cho tôi gặp sư phụ mấy ông, mấy ông đưa thư cho sư phụ mấy ông dùm. Cái tôi đưa giấy cho nó. Cái hận mấy đứa dạnh coi dùm dùm coi sao, cái quay lại, bốn đứa quay lại. Nó nói anh biết anh viết cái gì nữa hơn không? Tôi nói mấy anh nói kỳ quá, tôi viết mà sao tôi không biết. Mà anh biết cái hậu quả của lá thư này không? Tôi nói biết. Bắt quá mà anh nóng giận, anh quýnh tôi dài lôi là cùng. Cái lẽ mà đánh hoài. Tôi lúc đó tôi cũng ngàn cướng là tôi sợ. Mà thiệt lúc đó tôi cũng dữ dằn lắm. Hồi xưa tôi gì biết á. Ở xứ tôi là ông ngoại tôi là võ sư. Ở xóm đó thanh niên xứ đó hồi đó thôi. Ông nào đánh lộn lợi tôi hết. Nên cỡ bốn thầy chùa nó rủ ngán. Cái nó thôi được rồi, tôi sẽ đem thư này trình sư phụ tôi, sư phụ tôi giải quyết. Rồi đem đưa cho cái là nhờ vậy mà ông kêu tôi lên. Mà lên nó đỡ bữa mình nhầm bữa ban đêm, tôi ở lại tối ngủ đó, nó gạo giết hư mà. Cái lên cái ông nói vậy, trời ơi chú làm gì mà nóng tính dữ vậy, muốn gặp thì từ từ gặp. Sao chú giết lá hư vậy? Chú biết giết hư vậy, người ta nói mình gì không? Tôi nói mình là đồ vô học. Ông chửi tôi rồi. Mà lúc đó tôi cũng đâu có ngán ông. Tôi nói dạ thưa thầy, con biết con viết lá thư đó con người vô học. Mà con nói thiệt cho thầy, đệ tử thầy còn vô học hơn con nữa. Ông nói sao chú nói vậy, đệ tử tôi sao? Thầy coi thư con viết cho thầy muốn lấy coi trước là sao? Cái ông quay lại ông nói có mấy con. Mấy người kia gật đầu, ông nói trời đất ơi. Chửi tôi một câu tôi giặt lên câu liền. Viết tôi trong bụng nó coi trước còn hổn hơn mình nữa. Cái tôi nói chuyện ổng hồi mà ngộ nha, cái hồi mà lên mà tôi với ổng gây lộn nhau á, tự nhiên cái cúp điện người ta tốt hôi phải đốt đằng cày nói chuyện, mà nói chuyện mà tôi với ổng mà đấu đá nhà hơn mà không cảm nhau, mà lời nói nó dịu xuống rồi ha, nó dịu xuống rồi hai bên không cảm nhau rồi đâu điện trái lại. Nó lạ cho đó, điện nó trái lại. Cái xong cái tôi xong xuôi tôi nghe ăn ổn rồi, tôi nghe nghĩa là mình không có giận nữa, tức là mình đi về, tức là không phục ổng nữa. Còn mà tôi đi về, mình đi về cái đầu cái hàng đệ tử ổng chạy theo. Chạy theo nó nói sư phụ con gửi cho chú 5.000. Nói với chú muốn đi tu thì về nhà sắp xếp thì tuần lễ sau ra sư phụ tiếp. Mà tôi nghĩ giờ người ta làm quà với mình, mà giờ mà họ đưa tiền mình không nhận, họ nói mình giận. Thôi mình thể hiện là mình không có giận, thôi cầm 5.000 về, mình cầm 5.000 về ở nhà luôn, không đi nữa. Cái xong cái tôi nói trời ơi, xong giờ biết tìm thầy tìm ai giờ, không biết ai nữa hết. Cái cuối cùng cái tôi nhớ lại là nói sư bà nói tôi tức xong đi tu á. Mà tôi hồi đó tôi không để ý tới bà, lý do sao vậy biết không? Thứ nhất là đàn bà làm thầy mình không mê rồi.
Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, ông thầy tôi hồi xưa ông cũng là cái dân, dân cũng dữ dằn lắm á, nghe nó bả cũng dữ lắm á. Dân mà đánh lộn nhau mà nó, họ chém bả cái mặt nó cái hẹo dài vậy nè. Dòm bả thấy mặt thấy ớn rồi. Nên làm sao phục bả được. Nhưng mà sau này mình nhớ là cái lời nói bả sao bả biết trước bả nói như vậy. Cái sao tôi nói được bụng tôi nói giờ trời đất Phật con tin rồi con đi tu, bây giờ con nói thiệt con không biết ai làm thầy con hết. Thôi người phàm phải có người phàm làm thầy. Thôi tạm thời con nhận cái bà đó làm thầy con đi. À, con nói bụng tôi vậy, tôi về chùa đó tôi xin, tôi quỳ tôi xin sư bà cho con làm đệ tử. Bà cười ha hả, bà nói tao đâu đáng làm thầy mày, mày xin làm thầy, mày xin làm đệ tử tao chứ mày đâu coi tao thầy mày. Ừ, bà nói vậy á. Cái mà nhưng bà nói hai cái bà cũng cười, bà nói thôi được rồi không sao đâu, giờ tao nói cho mày biết nha. Mẹ đã báo với tao mở cửa đón mày nay một tháng rồi, nhưng tao không thèm nói, tao để cho mày đi đã mày về. Tôi không biết đúng hay sai, bà nói tôi nghe tôi cũng ớn. Anh nghe không? Á, thì duyên từ ngày đó bắt đầu ngộ năm cái sau có xuất gia. À, xuất gia rồi cái là tôi được bước vào trường Phật học. Mà thế là tôi học duyên sao nhờ mà tôi tu mà tôi khác với thầy khác. Đa số Bình Dương quý vị biết á, mời ông đi tu thì đi làm đi cúng đám ma hết 8 ông rồi. Còn tôi nhờ cái duyên đi học, nếu tôi không đi học tôi ở chùa chắc là phải đám luôn. Nhờ cái mình mê học á, nên học riết nên về cái vụ ngày đám nó dở. Nói thì đám mình dở đó. Mà cái từ đó mình thấy cái sự tu hành của mình phát tâm, mình thấy cái sự linh thiêng. À, thì nói chuyện đi, chưa cái vụ sao đi, chưa vụ đi học rồi kể sao, giờ kể cái chuyện này cho bị nghe. Cái sau khi tôi tu rồi á, cái má tôi bà có nói vậy nè, nó chuyển. Hôm đó tôi ở trên chùa, chùa bà thầy cho ở rồi á. Cái năm đầu tiên đó là tôi không có về nhà, Tết 30 không có về nhà. Mà tự nhiên cái Tết 30 thấy trời chùa nó vắng. Tự nhớ nhà dễ sợ, mình nghĩ đây là Tết truyền thống, Tết cổ truyền, mà nếu mà con cháu dòng họ đi làm ăn xa ở đâu cũng phải tranh thủ về nhà để họp mặt gia đình, rước làm lễ rước ông bà đâu. Còn mình bây giờ ở trong chùa, tự nhiên nó nhớ nhà sao, cảm thấy nó bùi ngùi sao. Lúc đó tôi xúc động biết sao, tôi mới lấy một dĩa trái cây, cái đêm vô thừa dĩa trái cây tôi đem ra sân, tôi cúng, rồi tôi lại giá về tôi nói con giờ con tin trời Phật, con kheo trời Phật tu rồi, con không có về nhà được. Vậy trời Phật linh thiêng thì hãy chuyển dĩa lộc này về cho má con dùm. Tôi nói vậy thôi, để thể hiện cái lòng hiếu thôi, chứ không để ý. Thì tới mùng 3 Tết đó, tôi xin ông sư phụ tôi về nhà. Về nhà tôi gặp cái mình má tôi nhà, là tôi nói, tôi hỏi bà chứ má hồi hôm tối 30 má có thấy gì không. Thì bà nói mày hỏi tao giờ tao mới nhớ. Tối 30 cái tuổi đi chơi hết trơn, bỏ mình tao nhà tao buồn, tao đóng cửa ngủ xóm. Tao nói tao mới ngã lưng xuống, tự nhiên tao thấy có ông già, râu tóc bạc râu dài. Ông đem đến cho tao một dĩa trái cây, ông nói đầu năm phát, ông cho tao cái lọc. Tôi nghe vậy tôi bật ngửa tôi cười. Cái bà nói mày làm gì mày cười. Tới nay cái tôi kể sự việc cho má tôi nghe. Cái bà nói từ đó bà mới chuyển tâm á. Bà nói thôi, vậy thì tao nói thiệt mày, hồi đó giờ tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn, giờ mày lớn rồi tao trả mày lại cho trời đất, muốn tu muốn làm tao không nói nữa. Cho nên bởi vậy tôi nói đời này mình sanh ra có Bồ Tát vô hình hộ mình rồi. Bây giờ cũng 9 giờ, bây giờ như nãy tôi hứa, bây giờ tôi xin chuyển qua tôi xin cúng dường với vị bài pháp ngắn đó. Bài pháp là có chủ đề là hoa. Là hoa là sao? Bởi vì chúng ta biết trên đời này nói tới hoa là ai cũng thích. Mùa xuân là nói tới mùa xuân là nghĩ đến hoa. Thì từ đó tu hành tôi nghĩ tôi mới thấy có kỳ diệu, ở trong đạo mình cũng có cái hoa. Nên tôi nói vậy, mình ráng giữ cái hoa này, đừng bao giờ bị trì vết bất cứ bằng cái hình thức nào. Ví dụ như bây giờ người trồng hoa lan, nói là hoa lan là cái hoa không còn mắc nợ trần gian nữa. Đáng lẽ họ hoa lan được 3 giờ trời rồi, nhưng bởi vì thương trần gian, muốn đem một chút xíu
niềm vui hạnh phúc thế gian, cho nên Lan mới nương ná vào thế gian, sống tạm thế gian ở trên những cành cây, cây một để hưởng chút sương, để nuôi sống mạng mình đang khoe sắc, giúp đời vui tươi. Thì người tu ngộ đạo mình chúng ta cũng vậy, đối với ngũ dục trần gian không còn mê đắm nữa, nhưng vẫn vì thương chúng sanh mà vẫn lăn lộn vào đời thế chúng sanh, đang đem giáo pháp chân lý của mình đem hạnh phúc đến cho mọi người, nhưng mà không bao giờ mong cầu mình được gì cả. Cho nên từ đó tôi liên tưởng, tôi nhớ giống hoa. Ví dụ biết hoa này mình, chúng ta ai cũng có cái hoa này hết, mà hoa này biết ta nuôi thì nó sẽ thành tiên thành Phật, nếu ta không biết nó sẽ tồi tụy, sẽ chết luôn. Ví dụ biết hoa lan ha, ai không biết chăm sóc là chết á. Ví dụ mình muốn cho nó tốt, cho hoa lan mà cho ăn phân nhiều cũng chết, mình tưới nước nhiều cũng chết, mà mình đem đến chỗ nóng không ra hoa, cái chỗ khí hậu mà nóng thì hoa nó không nở, chỗ lạnh á thì hoa nó nở, mà nhưng mà nếu mà lạnh là hoa nở, nhưng mà mình tưới nước là chết. Ví dụ để ý hoa lan bây giờ người ta lai rép đủ thứ, hoa nở lúc nào cũng có, nhưng mà hoa tự nhiên vào mùa đông hoa lan mới nở, trời lạnh hoa lan mới nở. Mà thường lạnh á là mùa khô, mình không biết, mình mua lan về tính cho nó tốt, mùa lạnh là hoa lan nở, mình tưới vô là lan rụng liền. Đó, thì lạnh lan nở, tưới nước hoa chết, mình để chỗ nóng hoa lan không nở, thấy không? Cho nên mình phải biết cách tu. Rồi từ hoa lan đó người ta mới nghiên cứu, người ta mới chiết ghép, người ta chuyển gen vào hoa lan nở bốn mùa mà đầy đủ hương sắc. Thì người tu mình cũng vậy, sẽ chuyển mình. Bây giờ hoa đó là gì? Ý tôi nói là hoa đó là tức là ngay chỗ hoa đó nở tại tâm mình đó. Ở trên đời này mình ráng sống làm sao cho hiền lương đạo đức, mình bớt đi tham lam vật chất ở đời để không nghịch, để không gặp nghịch cảnh. Rồi mình gan cái quan trọng nhất là gì, biết không gì không? Khi mình làm gì không được, hay ai làm gì mình buồn bực tức tối, mà tức tối lên thì mình sao? Tức thì nổi giận, mà nổi giận đó họ ta kêu là gì? Là hỏa. Tức là cái hoa, tôi cho quý vị chứ hoa này chỉ mới hiểu cho em cái dấu hỏi vô, thành hỏa, thấy không? Cho nên chữ hoa này khi chữ hỏa là tiêu rồi. Mà nếu không hỏa là tiêu, trong kinh thường nói 3 năm đống củi đốt có 1 giờ. Mình tu hành hiền đức ăn chay dữ lắm, mà ai mà chọc mình sân si, mình chử họ một cái là tiêu hết. Họ nói cái ông đó con mẹ nó mà tu cái gì, tiêu liền hả chứ phải không? Cái hỏa nguy hiểm vậy. Mà cái hỏa đó nó chỉ giết mình về danh dự thôi. Đó hỏa là hỏa gì? Tôi kêu là lửa, nó lửa rôm, nó đốt cháy danh dự của mình thôi, nhưng cái lỗi vẫn còn. Cái vụ mình lỡ mình nóng giận, mình chửi bới người ta, ta chê mình là hầu đồ hứng không tu, mà nhưng mà đâu ảnh hưởng chuyện tu của mình. Cho nên nhưng mình chỉ mất cái uy tín thôi. Cho nên cái dạng này tôi nói là gì biết không? Hoa mà để gần lửa, hoa lan để gần lửa, hoa không nở, nhưng cái lan không có chết. Mà nếu trường hợp họ chửi mình mà ngay đó mình tức, mình tìm cách trả thù lại, mình ăn miếng trả miếng với họ. Nói bằng miệng không được, rồi động tới chân tay, và chồng đứng tay u đầu lỗ máu, rồi đứa đi vô nhà thương, đứa đi bệnh viện, rồi đứa vô tù. Là cái gì? Tức là cái ngay chỗ cái quả đó mình không dám tắt, mình để cho nó chết luôn á. Là chữ hoa mình nghiệp nặng quá rồi, nó thêm vô nặng vô nữa thành quả. Quả thứ rồi, quả là tiêu. Quả là sao? Tức là hoa lan mà mình tứ gì mình đang nở, vào mùa đông mình không biết chăm sóc, chầm nước vô chết. Cho nên mình ráng tu hành. Còn nóng giận thì phán sửa. Có nhiều người nói trời ơi cái tánh tôi nó săn vậy chứ thật sự tôi tốt lắm, tánh tôi nó bực, tánh tôi hay la vậy chứ tôi không có xấu ai hết. Cái đó mình biện hộ cho mình cái gì? Tánh săn của mình còn là cái họa nó sẽ tới. Bởi sao hả? Họ chọc mình ít mình mới có la làng à. Họ chọc mình nhiều hơn là mày biết tay tao, tức nước dở bờ. Có gì hay không? Tức nước dở bờ. Từ chỗ đó mình sẽ mang quả tới. Mà quả tới rồi hết cứu rồi.
phạm tội giết người rồi hết cứu rồi, thấy không? Nhưng mà mình đâu muốn giết đâu, cho nóng dần không được, đấm cho con lôi đúng cái chỗ nhựa chết quèo. Cho nên cái dạng này hồi đó xứ tôi có cái ông chồng á, ông sai xỉn ông về, vợ nó nói ông tức, ông giọng cho ông đá té chết quèo hết cứu luôn. Nó vậy một đá thôi, mà đá luôn ngọn xương dập lá tách chết. Quả liền phải cho cái đó, cái nóng kiệm được là đó là quả. Mà nếu mà quả như vậy là làm sao giờ? Mình nói giờ nóng như vậy là mình muốn không có hoa, không chuyển thành lửa, không chuyển thành quả, thì bây giờ mình phải gán cái tội lắm, mình phải sống nhường nhịn với nhau, nhịn chưa quen thì nhịn, gán nhịn là gán tập nhịn tập nhẫn. Nó mình nhịn mình nhẫn là ở đâu? Là chữ hoa mình nó có dấu quyền hòa, thấy không? Chữ hoa phiên chữ quyền thanh hòa, quan trọng mình ráng giống hòa, hòa với mọi người. Một câu nhịn bằng chín câu lành, thấy không? Mình nhịn nhau mình sống, mà nhịn nhau mình sống, mà cái nhịn này là để an ổn chữa lửa không chị? Lửa đang cháy chữa nó tắt thôi. Nếu người có biết có trí huệ phải chữa cho tận gốc, chứ không u u âm âm khang ở trong tro hay gió gặp gió đốt nữa. Cho nên chữ hòa này cũng chưa chắc ăn nữa. Cho nên mình phải biến cái chữ hòa này, mình bỏ dấu quyền mà biến mình thêm vô dấu sắc. Ở đầu dấu hóa là mình hóa giải nghiệp chướng, hóa giải những cái nghiệp duyên, những người kẻ thù bây giờ thành bạn. Mình hóa bạn thành người trong nhà, mình hóa người trong nhà thành chính mình. Thì lúc đó thì tự nhiên mình thấy, mình thấy chữ hoa trọn vẹn. Phải hóa không? Cái hoa này là tức là làm bắt đầu tâm hồn mình sẽ khăn hoa. Mình tu hành mình đừng có sân hận, mình đừng có độc ác, mình đã nghĩ xấu với ai, mình lo làm lương thiện, tâm hồn mình sân khăn hoa. Thăng hoa là gì? Nó chuyển của người mình từ phàm thành thánh. Thấy không? Tu hành nó dễ vậy. Tại vì mình không để ý, mình tối ngày mình để ý mình khu đủ với người ta không, cho nên tu hoài không thấy gì hết. Khu đủ. Tu hành, bạn mình mà nói pháp giỏi hơn mình cũng ghét nữa. Đó là khu đủ. Không chú học, nghe người ta nói hơn mình là ghét. Đo không được. À, bây giờ cái gì biết á? Ngũ dục thế gian, nên là nhiều khi tôi nghĩ là mình quán tưởng mình nhiều những cái pháp thế gian để mình dễ nhớ. Ngũ dục thế gian nó lôi kéo mình, nó khu hút mình giống cục 500 vậy. Cục 500, nếu mình là ô nhiễm, mình là sắt, là nó hút nó không buông. Bây giờ mình muốn ra khỏi cục 500 đó là sao? Mình phải chuyển hóa cục sắt thành chất thép không rỉ. Thép không rỉ là gì? Là inox. Mà chắc inox là 500 cho khu không rút được. Thế vậy mình khỏe rồi. Nhưng mà inox dầu có bền chắc có mấy nữa là chuyện cũng là vật bình thường, không quý trọng. Nhưng mình ráng chuyển hóa của mình sao? Mình chuyển đổi cuộc đời mình sao? Từ sắt không rỉ inox trở thành vàng. Mà thành vàng rồi chẳng những ngũ 500 không hút, mà thế gian ai thấy họ cũng mê. Thì giờ mình tu hành đắc đạo, tức là qua đắc đạo rồi thành Phật kim thân, thì ai cũng thích, ai cũng mừng, mà nhưng mà ngũ dục thế gian không làm hại mình, nhưng mình đi tới đâu là đem niềm vui hạnh phúc tới đó. Nên thế gian nhân gian đồng bào bá tánh gặp mấy ông mà tu khánh đạo đến mà mừng lắm, là vậy đó. Mừng những quý đừng mừng hơn gặp vàng á. Mà còn mình y nóc là sao? Là sống riêng cho mình có thanh tịnh, làm cho trong sạch thân tâm của mình, nhưng chưa giúp ích cho đời được, cho nên mình là y nóc. Mà như vậy y nóc vậy không được, mình phải chuyển thành vàng để cho mọi người hướng vào mình. À, vậy thấy không? Đó vậy là cuộc đó là chữ hoa, là ý tôi muốn nói về chỗ đó mình nhớ. Ngũ dục thế gian như y như là cục 500. Nếu mình là sắt, chắc chắn nó sẽ giết chết mình luôn. Mình để nó đừng giết chết mình, phải nó chuyển quá mình thành sắt chắc thép không rỉ là inox. Rồi từ cho sắt thép chắc thép inox đó, nó chưa làm lợi ích cho thế gian nhiều, nên mình phải chuyển hóa mình thành vàng. Lớn đó thì đúng rõ ràng tất cả mọi người đều lợi lạc, và thế gian cũng không thể nào giết chết con người thánh đạo đã chuyển thân mình thành kim thân vàng.
Đó, thì đó là những kim thân vàng đó, mình ví như là Phật, Bồ Tát. Còn mình tu hành đây khổ dễ nóc. Còn những người không tu họ khổ dễ chắc sắc. Thấy không? Đó, nhớ vậy á. Đó là cái da nhu dục chắc ác vậy. Còn cái chỗ còn chú hoa mình nhớ đó. Nếu nha đem lửa tới thì hoa lan không phải nở, mà đem nước vô nướng là ý cho cái nghiệp chướng nặng nề đa tham đắm ngũ dục thế gian đó là nướng. Mùa đông mà tứ nước vô là chết. Mà muốn như vậy là còn như vậy, muốn né được những hai nạn đó mình phải sống hòa với mọi người. Mà sống hòa với người đó là chữa trái thôi, mới chữa bên ngoài không có chưa chữa được bên trong. Cho nên muốn chữa bên trong mình biến chữ hòa mà thành chữ hóa. Và khi nghiệp chiến nhân duyên mình hết rồi thì tự nhiên mình được chữ hoa. Mà chữ hoa tức là thân hồn mình tâm hoa, từ tâm phàm chuyển thành tâm thánh rồi. Cho nên bây giờ đầu năm tôi gửi tặng quý vị một cái bông hoa này, quý vị đừng bao giờ khi có dấu gì vô hết. Nếu có dấu gì cũng khổ lắm. Nên chúc quý vị an vui tu hành tinh tấn với chữ hoa này. Nam mô Phật.